Đồ mình sẵn đã quá. Chào mọi người, đây là một tốt cửa mỏ chúng ta rất dài nhưng mà thấy cảm thấy mỏ tốt này không phù hợp với người mẫu của chúng ta. Thái sẽ thay đổi cho người mẫu. Các bạn sẽ cảm giác là khi các bạn thiết kế một mỏ tóc, các bạn sẽ thiết kế như thế nào. Như vậy người mẫu cũng không trẻ đâu nha. Tư thế nào? Không có tư thế nào. Không có tư thế nào. Rồi thì các bạn không thấy không, gương mặt người mẫu chúng ta rất xinh nhưng mà không có tư thế nào để làm cho cô gái này trẻ lại. Thì trước mắt là tại vì sao vậy? Sức nặng quá lớn của mái tóc. Thứ hai là màu tóc quá đen. Phải trước mắt màu tóc này thái phải thay đổi, không biết màu gì nhưng mà phải nhẹ lên gam màu, phải nhẹ lên để cô gái này không còn bị nặng nữa. Và sau đó thái sẽ cắt một mẫu tóc ngắn lên nhưng mà sóng tóc uống của thái là uống lỏng ra, uống để cho tạo nhẹ, chứ không phải uống một sóng tóc người ta gọi là lãng mạn á, chứ không phải là sóng tóc bó cứng vào, không phải là chữ C để dễ thương, không cần những mẫu uống dễ thương. Nên chính vì vậy thái sẽ cắt và uống mẫu tóc này lại và làm màu. Các bạn về đó xem nha. Thôi ngồi đây đón luôn đi. Một cuộc bạo động vừa xảy ra. Vấn đề gì? Nó đá nhau rồi. Đấy. Con nào? Con lưng cùng lớn á. Nó chảy máu. Nó chảy máu luôn á. Hôm qua tới Việt Nam rồi á. Hôm nay á. Thế còn xếp là tới Việt Nam rồi. Anh gì ấy? Anh đồ đó. Anh đồ đó xin cái. Bên này bên trước thì có mà. Ok em ghép tên anh vừa lên con. Được rồi.
thiếu mình bị rửa. Bộ trưởng Cambodia là cái gì? Không mà anh chắc không được đâu. Mình không biên giới đấy. Quá trời mấy tóc. Đợi vô. Dạ, các bạn có tiếc không? Cái mẫu là không tiếc rồi đó. Một tấm này xin sẽ cắt cái gì luôn là đi xong rồi nha. Thì là nhất ha. Khi nó dài xuống đây nó sẽ bật nha. Là nếu mình lấy nó xong rồi thì đặt luôn cái nút cầu đứng này lấy mình. À, chị nhớ không hay nãy. Đứng hay nãy. Đúng rồi đâu. Chị nhớ. Đây là mình lấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền chờ tèo với xì Thank you.
ăn hết trơn. Nhìn nó là ít ăn là người châu Á rồi.
chết tại vì ha. Không chạy lên chết. Nhưng mà nó bị như thế này. Hôm bữa lúc thầy về có một con này nghe ra. Nó sổ ra con cơ bắp học gì chạy lên xe. Chàng để sang đến hôm nay chỉ nay mà nghe bước bộ không biết cuộc sống dạo này thế nào. Anh với bảo bình có thời gian nó nổi quá nát hay quá, nát cái thể trạng tâm trạng quá. Quay em pha đâu nó có sao biết rồi vô rồi hả, nó có sao biết rồi hát bài cái bài gì mà lên mặc đồ vết mang giày giày quần vợ. Nhiều lúc anh cứ suy nghĩ anh đã làm sai điều gì mà em quay lưng không lời từ biệt. Đặc nhiên mà các sĩ tự do hóa ra ta yêu nhau em chỉ toàn rồi. Thường mấy anh chị nhiều hơn mấy thằng các sĩ sâu vậy. Dễ thôi. Em giấu đó hả, từ lúc đầu là hát có chọc phải không hả? Tự do. Bây giờ nó vẫn là tự do. Chuẩn bị nó đi thêm cho phải không thế. Cho phải không là tỏi hả? Không. Cho Điệt Cường là tỏi, cho Việt Phong là khác nữa. Châu Nhật Kiệt là anh của Châu Việt Cường, cho Việt Cường là anh của Châu Tài Phong. Còn Châu Kim Chi là chú của Châu Việt Cường. Ghê vậy. Hay dữ ta. Cùng một châu đấy. Thôi mà thật đấy. Chào Nguyễn Tính. Giật mặt lên em. Hello Nguyễn Tính.
tôi không bị nhớ. Chào phía dưới, anh chào rồi hết 130 người lên rồi mà, nó chào chứ, đúng rồi, cho anh như cái mỏ.